Tầng 1 phòng. Tầng 1 này. Có thang bên rìa đẹp đúng không? Nhà vệ sinh này. Cái phòng bếp này. Nhà hai mặt ngõ này, ngõ đằng sau này, thông luôn này. Đi được hai đường này, rộng luôn này. Dạ. Làm văn phòng ạ? Anh cho em tí nha, em lên trên tí. Dạ. Vâng. 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 Rộng luôn. Thoáng. Phòng rộng thoáng luôn. Ban công ngoài. Phòng 2 này, đây là những cái phòng 3 này. Thế này sạch sẽ thoáng luôn này. Vệ sinh này. Cũng thế này. Sạch sẽ sáng sủa hơn này. Đi lên tầng 4 này. Tầng 4 cũng thế, không thể khác. Đấy. Không có gì khác, ngồi yên luôn. Thôi.